Chào bạn nhé. Ngày nghỉ thì vừa chơi về nên hơi mệt nhưng mà thôi quay cố mấy cái video cho mọi người. Thì ở video này thì mình sẽ làm một phần là quản lý thông tin của người dùng. Tức là hiện tại thì mới chỉ có admin ở người dùng mới chỉ có đăng ký đăng nhập thôi, chưa có phần thông tin của họ. Thì đầu tiên mình sẽ làm một cái phần quản lý thông tin, nhiều cập nhật hồ sơ, cập nhật thông tin, vân vân đấy. Thì đầu tiên mình tạo một cái controller, user controller đấy. Ở thằng user controller sorry mình thiếu p controller controller không tồn tại con măng mất à nhà mình cái sai MAKE đấy. Ok, thì ở cái user controller này thì mình sẽ ở ngoài ở cái view mình sẽ tạo một cái thư mục là thư mục user đấy. Mình sẽ có một cái file file index đây. Ok, thì ở đây cái này mình sẽ tạo một cái public function index. Đây, cái hàm này là nó sẽ là sâu sâu tổng quan này, tổng quan của user này đấy. Mình sẽ return về view user.index. Ok, thì ở cái mình tạo cho nó một cái router. Cái này thì đúng ra mình viết vào một cái module user riêng nhưng mà thôi mình không 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 viết. Đây sẽ có một cái router là mình sẽ có một cái router group freak cái này, thông tin này, thông tin cá nhân à mình sẽ search user luôn đi, mình không 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 ấy nữa. Và verify thì thằng này ra đây guest, mọi người bảo này đi, đây là user này, controller này, đây index này. Đây, đây mình sẽ là user chấm index à, thế tổng quan đấy. Ok, user dash cũng nhỉ đấy. Thì ở đây thì user prefix, ở đây thì mình sẽ phải check cho nó là phải login vào đây nhá. Thì ở đây mình có một cái middleware đây, mình có middleware là check login user. Thì ở đây bạn verify xong phải tiếp middleware tiếp vào được đấy, thì bắt buộc nó đăng nhập thì nó mới được vào đây. Ok, thì mọi người ở đây mình sẽ ở cái đăng cho này mình đăng nhập vậy nhá. Đây mình sẽ đăng nhập này. Thì khi mà đăng nhập xong thì mình gắn tiếp cho nó một cái đây quản lý đây đúng không. Khi mình chưa gắn thì mình sẽ vào mình gắn. Đây, mọi người vào cái layout, cái app trong cái phần layout vào vào một header này. Thì ở đây mình sẽ có là khi mà nó đăng nhập đây, khi mà nó đăng nhập rồi mình sẽ cho nó vào đây này. Đấy, title là quản lý tổng quan. Ok, vậy là khi đây đăng nhập rồi đúng không, mình sẽ click vào đây đấy, nó sẽ ra phần user. Thì ở đây hiện tại vì cái view của mình nó chưa có gì, thì ở đây cái view ở trong user này mình sẽ kế thừa lại ở giống mình lấy cái giao diện của admin nhé. Thì mọi người mọi người sang đây này, mọi người sang cái đi xuống à view này, mọi người vào cái layout này đây master nhé, mọi người copy cho mình hết tất cả mọi thứ bên này đấy. Mọi người copy hết đây và mọi người paste vào user đây, ta thử copy vào user đây nhá. Ok, xóa hết những cái ở đây, mọi người đổi thành web nhá, name đấy, đăng xuất thì của người dùng, thì mọi người copy lại cái router đăng xuất của họ đây, của người dùng đây.
Google tăng suất. Đấy, ok. Thì ở đây mình cũng bỏ đi mấy này đi. Đấy, mình chỉ để lại một hai cái thôi. Ở đây thì sang tổng quan. Ở đây tổng quan là mình cũng đổi lại. Hết bỏ, áp bỏ. Đây, đây ra tổng quan thì mình cũng đây, mình sẽ để lại thằng này. Ok. Thành công thất bại. Ok, đây, mình nhẹ em làm lại này. Đấy, mọi người thấy giờ mình đã có được một cái trang quản lý của user. Ở đây mình đấy, ok, đây, bỏ đi trang tổng quan user. Ở đây là mình ghi mọi chữ user đấy. Đây nha, vậy là đã có cái layout rồi nha. Thì mình sẽ tạo tiếp một cái layout cho user bên này. Đấy, ok, yes. Thì mọi người copy cái phần này sang bên này đi. Sau đấy ở chỗ đây mình cũng kế thừa thằng này nhá. Đấy thì mình sẽ có x x10 này. Mình sẽ x10 thằng nào thằng user này chấm vào layout này. Đấy. Content stop. Ok, thì ở đây mình sẽ ở cái chỗ user này mình sẽ return index rồi, đúng rồi. Đấy, thì mọi người thấy nó sẽ ra như này. Thì ở đây mình sẽ copy luôn tiếp tục ở cái file dashboard trong admin này, file này này. Đây, admin thì ở đây mình sẽ copy, đầu tiên là mình sẽ copy hết nội dung của nó đã. Sau mình sẽ bỏ dần nhé. Đây, mình sẽ copy hết phần này. Bây giờ cái index trong admin ấy, mình sẽ copy sang này. Đây, mình sẽ bật ở đây. Thì ở đây đầu tiên thì trang tổng quan cái biểu đồ để lại. Ok. Cái thằng đơn hàng này mình cũng xóa đi. Mọi người cứ xóa tạm đi. Xóa những cái biến này đi, không có lỗi. Đấy. Ok. Đấy, được rồi. Là mình xem làm lại này. Đấy. Đúng chưa? Bên này là nó là cái biểu đồ nhá. Thì ở đây mình sẽ gì, mình sẽ bỏ đi liên hệ mới nhất đơn. Đây mình sẽ bỏ đi thằng này, mình cũng bỏ đi cái thằng biểu đồ đi, và ở đây mình cũng xóa luôn thằng này chưa chưa cần. Thì ở đây mình sẽ cho thằng này là con 12 đi, đơn hàng của bạn này, danh sách đơn hàng của bạn đấy. Ok, thì ở đây mình sẽ gì đây là đơn hàng chưa xử lý này, tổng tổng số đơn hàng này, tổng số đơn hàng đấy đã xử lý này, đã xử lý chưa xử lý. Ok, ở đây mình có thể là hủy, đã hủy đấy. Ok, vậy là mình đã có cái sơ bộ của cái tổng quan này rồi nhá. Thì ở video sau thì bắt đầu mình sẽ tiến hành đổi dữ liệu dần.